Chào bạn nào này, mình là bên đây Thỏ đây bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi game Zombie Tay nhé bạn. Vậy ta sẽ tiếp tục speedrun mà tiếp theo bạn. Mà này như là mà 5 phải, mà này thì nó khá đặc biệt. Ở đây có cả trên nóc nhà bạn. Vậy ta sẽ chiến đấu trên nóc nhà. Ok, bắt đầu nào. Mà Zombie làm gì trên nóc nhà nhiều dữ vậy? Chả hiểu nữa. Nóc nhà này, cái trận chiến nóc nhà này bạn sẽ gặp một số con zombie mới nha bạn. Và trong số đó sẽ có một con zombie mà mình gọi là zombie phù thủy các bạn vậy. Thì nó do là nhìn nó giống cái Scarlet Witch các bạn. Con zombie đó thì nó kiểu như có phép thuật các bạn, nó khiến cho zombie nó được bốc máu lên, khiến nó trâu hơn là nhiều các bạn. Nên là mỗi lần mà con nó xuất hiện bạn phải kiếm nó giết nó ngay. Nếu không thì nó sẽ bốc máu cho zombie, khiến cho các con zombie trở nên là bất bại hơn nhiều hơn các bạn. Lát nữa mình sẽ cho bạn gặp nó. Đấy đó bạn, mỗi lần nó xuất hiện nó sẽ ra cái tiếng đó đó. Bạn chỉ cần kiếm nó thôi bạn đó. Mà nghe bạn nó mà ra cái tiếng đó bạn phải kiếm ngay nha. Nếu không mà nó sẽ sử dụng phép của nó khiến cho zombie nó bị trâu hơn, cũng như là sản sinh thêm zombie như bạn. Thì trong tầm này thì âm thanh game nó hơi lỗi xíu, là mong các bạn học cảm nha. Mình sẽ sửa trong tầm theo của mình. Cái gì trời, mình sẽ không hiểu nữa. Tự nhiên bắn hết máu là không chết, nó tự ngã xuống kìa. Quá tàn không. Cái mà này lỗi gì chứ. Ok, màn 3. Màn này thì ui trời. Mấy cây nhảy đến làm mình giật mình. Ok, sao gần 2 nồng à. Luôn. Bùm. 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 Nếu mà nóc nhà thấy cái gì thì coi như nhảy nha các bạn. Mình nhớ cẩn thận mấy câu này. Ok, xong rồi. Cái mà nóc nhà rất là hẹp nha các bạn. Nên là các bạn hãy nhớ cẩn thận đừng để cho zombie nó dồn vào một góc. Nó dồn bạn vô góc cái thôi là bạn sẽ rất khó chạy nha các bạn. Bất cứ mà này là một con rồng nha các bạn. Không thắng con rồng nó giống như con dơi đúng không? Lát nữa bạn sẽ thấy. Đây, màn 4. Mình phải đi dưới cái con zombie phù thủy đó chứ đã bạn. Mình chắc là có bông. Đúng. Bạn không dính nó bạn. Ok. Ok. Các bạn mà không biết coi zombie phù thủy này nó đứng đâu á, phải cần nhìn xung quanh bản đồ coi chỗ nào mà nó phát sáng nhất các bạn. Mấy cái đúng không? Ok, cái đạn súng mấy cái cặp kia mà lại bị lỗi sao ta, nãy hai con bị vậy đó. Nhưng mà lại đây là thì tốt, nhưng mà nó cũng kỳ kỳ. Ok, mà 5 rồi, mấy cây zombie hồ thủy rồi xuất hiện rồi. Thì cho nó không có bông. Bông mình đây có cái hút nên mà có thể mọi zombie xung quanh kể cả đó. Ok, đợi súng. Hay giết cái này chứ các bạn. Mình không muốn nó sinh thêm zombie hoặc là bốc máu là zombie. Cái zombie hồ thủy nó không đánh mình nha bạn. Nó chỉ bốc máu là zombie hoặc là sinh thêm zombie thôi bạn. Ok.
sai hết hồn. Ok, hai con luôn. Ok, cho mày ăn quả bom này. Mày đó. Ok, ba nòng luôn anh. Cái chiêu ba nòng là lợi hại nha bạn, mới đặt ra bạn nhớ chọn ngay. Ok, mà sáu. Cây tím kìa. Tiểu Linh. Mình nhớ bắn cái này bạn. Đạn nó hơi giật xíu nhưng mà từ cái gà đãi là nhanh. Sắp tới liền giật quá mà. Còn nó bắn xuyên giáp bên kia được. Cái tiểu Linh này chủ yếu là dùng để bắn mấy con zombie nào mà nó nhiều hơn bạn. Adrenaline shot nó giúp mình tăng đam số mỗi khi mình lướt. Chớ trò này mình lướt nhiều hơn là băng bom nên mình sẽ sử dụng này. Ok, nhân viên hồ thủy là xuất hiện này, phải chiếm nó được. Ok, thế này. Ok. Súng bắn đạn nổ bạn, ngon. Ok, súng bắn chạy súng đạn nổ này mà cộng với ba nòng phải nói là bá chủ game này luôn bạn. Nó nhảy đi khá hở bom hút mình luôn bạn. Ok, xong. Tiếp tục. Chơi mà tám bạn. À, súng bắn cưa, nhồi kim. Em bị phù thủy ra gái rồi. Chứ đó. Nữa, lại thêm con nữa. Con nữa bạn, nó trốn đâu vậy? Hello. À mày rồi. Yeah. Ok mày thấy rồi, sẽ đi đến đó mà. Okay, xong. Chơi mà chính thành đánh boss thôi bạn. Mang nam này, này cái gồng nào bạn, này
nhìn chỉ là thấy giống con dơi không lột hơn con rồng mà. Không biết cái này bạn hãy dùng mấy cây này bắn xa mà này nó bay rất là cao mà dùng mấy cây sát rượt là bạn giết nó không nổi, không nổi không, nó cũng có thể sinh ra mấy con dán nữa các bạn, con dán nổ các bạn đó. Bạn nhớ cẩn thận nha. Vậy ok và wow. Anh này xử nguy hiểm các bạn. Ok bắn cửa mình nha, hết đạn này sắp chết rồi, hết đạn rồi, ngon. Ok dư trùng béo mấy dư trùng các bạn, các bạn biết điều đó nghe gì đó. Đó, các bạn quan tâm hay giỏi video của mình nhớ like subscribe và ấn chuông để nhận được thông báo những video mới nhất của mình. Chào mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.